nói chuyện với trong nồi cũng như quý vị, mình làm công ty này không được thì mình đi công ty khác làm, mà mình đi trong em dịu thì thôi, mà tối ngày cà khịa hoài thảo ngủ không có được đó quý vị. Đi bị đây chị khủng bố, chị khủng bố ở đây là chị. Không ai cà khịa đâu mấy má ở trên YouTube, đúng rồi. Đây Thảo nói cho mấy em nghe, chị đi rất là im dịu, chị không có nói gì á, chị không có nợ nần gì bên kia, chị thấy không được nữa, không ổn thì chị là đi chỗ khác chị làm, chỗ nào đón chị đến. Còn đặc biệt là ở trong cộng đồng LGBT, cảm ơn em, chửi mà cũng có tiền thưởng nữa. Lẽ ra đó mấy chị em ở trong cộng đồng LGBT bớt nhạt nhỏ lại để là chửi rõ hơn, là phải thương yêu nhau, giống màu áo nhau, lật qua lật lại cũng là BD với nhau thôi. Chị nói cho mấy em biết, có những người bóng kính rất là dễ thương. Tại sao người ta dễ thương? Còn mấy em bóng kính mà mấy em xấu tính quá, vô khịa chị hoài vậy, chị đâu có mắc mới gì mấy em. Chị ở đâu kệ chị, quyền chị. Tại sao nói chị ở bên kia làm má làm mẹ, qua đây làm con chốt? Xin lỗi cưng nha, bên kia làm má làm mẹ mà đồ của chị mua tốn tiền nhiều quá chị mệt, bên đây qua làm con chốt mà xu đầu tư, chương trình nào nó cũng bỏ tiền ra cho chị em làm cái áo, không có tốn tiền. Sẵn bữa nay tôi nói lần cuối, đừng có chửi tôi, đừng có chửi à, nói là kiểu chợ búa, đừng có chửi tao nữa nha. Tụi bay muốn chửi tao nữa thì kêu cái con idol của tụi bay ra nói chuyện với tao. Thôi được rồi, thôi bớt nhiều quá, chỉ chửi mà được tiền nha. Thôi à, thôi Vương Hảo mà đâu chị Thảo đang diễn kịch là cái tuần sắp tới gì. À đúng rồi. Cái tuần sắp tới là cái tuần về nhà. À cái tuần đó được gọi là cái tuần live stream đúng không quý vị? Thực sự chúng em chuẩn bị phát hành vào mùng 1 Tết thì mong quý vị nhớ đón qua bên HTV BD như quý vị nha. Đúng rồi, ừ. Chỉ có HTV BD mới có, ừ, thôi. Đúng rồi. Không có đâu là có hết đâu chị. Quá đẹp. Rồi, ngay từ bây giờ ai chưa có vé thì đầu tư vé. Và đặc biệt hơn nữa cho các Thi nè, Lê Râu và Tâm Thảo và BB Phụng và cho toàn nhóm, mời quý vị, một quý vị lên hỗ trợ dùm cho Lưu Tương Nam để quay đồng cầu nhà số của chú anh chị. À vì dòng loại này là dòng loại 30.000 đồng, dòng loại đặc biệt á. Tụi em rất là sợ quý vị nghi ngờ tụi em tội nghiệp lắm. Nhưng à, dạ em xin mời, em mời một người à. Em nói nè, mấy cái đứa nó đi rồi, nó nhỏ nó có dám nói. Chị già rồi, sắp chết rồi nên phải nói. Mấy em cho họ sống yên đi. Rồi lỡ mấy em làm công ty khác, mấy em thất nghiệp, mấy em đi công ty khác làm rồi sao? Mấy em phải hiểu hoàn cảnh đó. Đặc biệt mấy má bóng kính sầm lông nha. Có nhiều người bóng kính rất là dễ thương. Tại sao này bóng kính quá trời dễ thương, mà mấy má bóng kính kia xà dứa. Rồi. Bớt nhiều. Và bây giờ em xin mời, em mời một người. Chị Thảo nói quá trời luôn, bóng kính em nhờ của em cũng bóng kính nè. Ủa chị ơi, đâu phải một mình chị kính, em cũng kính vậy chị. Rồi, bây giờ cho mời một chủ nhân à. Cho các thầy mời một cái gì. Rồi, cho mời một người à. Dạ. Nếu mà quý vị không lên, tụi em cũng phải sổ đó à. Vâng. Tại cái này là quyền lợi của quý vị. Còn ngay từ giờ quý vị nào chưa có lên. À, em lên không? Ai giờ số cho em? Ai giờ số cho cô gái? Mới tình gì? 38
18, còn 18, 18, còn 18, 18. Chà là 18, còn 18, 18 số. Chị đang mấy, chị đang cùng mười, chị đang mười, chị đang số, chị đây, mười, chị đây. Anh chàng có lòng duyên mặn mà, hai người cho đất nhớ đi qua chia tà. Về tình duyên nhớ thương em mà tiếng chiều trên trồng đủ phát áo mà bao nhiêu hiền. Nếu có về quê hương đất miền Tây, nhớ thương em nhiều người em cái núi xa. Con 18, cha con 18, con 18, cha con 18. Con 18, con 18, con 18. Mây kỳ đà, mây kỳ đà, mây kỳ đà, mây kỳ đà. Ta từ đời hồng với em tin lắm. Em sống yên ngang, em sống kim cường. Ông mời em sống mãi muôn đời. Quà ơn tay đô có người con. Gì đây cái ở dưới quê làm ăn mà học giá ai lớn Sài Gòn anh đi bán bánh cam còn số tám 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 số tám mấy gì đã ba gì đã ba gì đã ba gì đã số chặt kẹp đây 39 39 39 còn 39 39 ra 39 số gì đây số gì đây à số gì đây số gì đây số gì đây à